sĩ mới đến. Ngài có muốn uống với tôi một ly không? Bản thân. Sau chiến tranh thần ma lần thứ hai, nhân loại và tinh linh dần dần khôi phục sức sống và xây dựng vương quốc Lorenzia, liên bang Anka, vương quốc Neverland. Lorenzia dưới sự dẫn dắt của bệ hạ Merlin ngày càng lớn mạnh. Thế nhưng sau cuộc chiến phản loạn, ma vương Kandel đột nhiên quay lại đại lục Emu. La la la.
con người phải có tính cách để thể hiện ý chí. Elvis sẽ ghi nhớ tinh thần của mọi người và ban phúc cho họ. Bọn bất chi Raiden ở trong đây là những quân tử đấy. Chẳng qua là bại tướng dưới tay ta. Lorencia xin hoan nghênh sự có mặt của ngài.
thể chiến đấu vì vinh. Do thứ có sứ sở của nàng sẽ đến, và nàng sẽ trở thành nô lệ trung thành nhất của ta đời đời kiếp kiếp. Nàng sẽ có tên mới, Ice Queen. Sphinx cũng chẳng qua là ai thôi. Chẳng qua là bại tướng dưới tay ta.